Điều ước sẽ trở thành hiện thực vì mày có 7 viên ngọc rồng. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, đừng có ước cho thời gian trở lại. Đi học khổ lắm. Điều ước sẽ trở thành hiện thực vì mày có 7 viên ngọc rồng. Buổi tối đêm trăng tròn, các bạn có thể đem lên nóc nhà để mà gò rồng nha. Cẩn thận đừng nhìn lên mặt trăng kẹo hóa khỉ mất đó. Nếu có một điều ước thật sự trong cuộc đời này, bạn sẽ ước cái gì? Hãy comment ở dưới nha.